chết nhiều, phải ở với nhau trọn đời. Bố mẹ mất sớm, cô gái được bà nội chăm bẵm từ bé đến ngày đi lấy chồng, được bà tặng cả vàng lẫn xe và gửi gắm cô cho cháu rể, dặn dò đầy xúc động, hai vợ chồng phải ở với nhau trọn đời không phai nhạt. Trong cuộc sống, ngoài bố mẹ thì ông bà chính là người yêu thương, bao bọc chúng ta vô điều kiện. Điều hạnh phúc nhất của ông bà đó chính là nhìn thấy cháu khôn lớn, thành đạt và nhanh chóng lập gia đình. Đặc biệt, khi thiếu vắng đi một người trong gia đình thì những thành viên còn lại luôn cố gắng thay thế, bù đắp để tổ ấm trọn vẹn hạnh phúc. Được biết, cô gái trong đoạn clip trên có tuổi thơ thiếu đi tình cảm của cả bố và mẹ, nhà có hai chị em đều được bà nuôi nấng từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Ngày trọng đại của cháu, dù bà đã qua tuổi lao động từ rất lâu rồi, nhưng bà vẫn dành dụm được chút quà tặng cháu gái. Bà trao cho cô một chiếc xe máy, xúc động nói: "Quà này là bà nội, các bác, các anh chị toàn gia đình tặng cháu để làm hồi môn trước khi đi lấy chồng, và sợi dây chuyền thì là quà riêng của bà nội." Còn với cháu rể, bà nghẹn ngào: "Riêng về cháu rể, bà trao cho con một người vợ xinh xắn, hiếu thảo, bà trao con hết, quà bà tặng chỉ có thế thôi." Hai vợ chồng phải ở với nhau trọn đời không phai nhạt. Lễ cưới dù không có sự tham gia của bố mẹ, nhưng thay vào đó đã có tình cảm của bà nội bù đắp, mang lại hạnh phúc đến cho gia đình nhỏ của cháu gái. Cảm ơn bà vì cả cuộc đời này bà đã hy sinh và dành những điều tốt nhất đến với con cháu của mình. Xin chúc cho bà thật nhiều sức khỏe. Riêng về sân, bà trao cho con một người vợ xinh xắn cao thẳng. Nào, bà trao cho như thế, quà của bà là chỉ tặng thế thôi. Có là gặp lại. Thế nhưng mà vợ chồng ấy đã yêu nhau mặn mẫn xế chiều, phải ở với nhau trọn đời không phải nhạt. Đấy, phải như thế. Thế còn bây giờ thì tôi tặng quà cho cháu. Đấy. Thế. Đây con xa quà. Em xin giới thiệu. Xem vào đây cho bà. Em xin giới thiệu. Em xin giới thiệu. Bà nội và các bác, các anh, các chị, toàn gia đình là tặng cháu một cái xe để của hồi môn trước khi đi lấy chồng. Là quay như thế nào tặng cháu.